chào tất cả các bác. Hôm nay Tùng Nguyên làm video để lên cấu hình mới cho các bác. Một cặp loa 6012 giá bán 4,7 triệu một đôi. 4,7 triệu một đôi này, cấu hình karaoke gia đình các bác nhé. Và trước màn hình đây là một đôi loa Tùng Nguyên đã dựng cho khách rất là nhiều các đôi này rồi. Thì hôm nay Tùng Nguyên bắt đầu mới làm video của mẫu loa này, vì chất lượng của loa này lên tiếng rất là hay. Thì cấu hình loa này là bát từ 170, côn 76. Đấy, côn 76. Dòng này là dòng bát của Martin các bác nhá. Dòng bát này là bát của Martin, từ 170, côn 76. Và tép kèm JBL 23XT từ 120, côn 44. Dây dẹp và phân tần FEA. Cấu hình này Tùng Nguyên lắp cấu hình bát, tiếng của nó rất là sáng. Đấy, dòng này lên cấu hình karaoke gia đình rất hay. Và một đôi loa này thì Tùng Nguyễn đã lên cấu hình rất là nhiều loa rồi. Đấy, đặc điểm là đôi loa này thì Tùng Nguyễn nhớ một bác khách nhất là hay quan tâm đến kênh YouTube của Tùng Nguyễn, đó là anh Nhím Sinh. À đâu, không phải là Nhím Sinh mà là Nhím Vlog. Đấy, bác ấy ở Nam Định thì bác ấy đặt cặp loa này. Tiếng của dòng này rất tốt và hát rất hay. Thì vừa rồi các bác được nghe một đoạn nhạc dạo rồi. Đôi loa này có giá là 4,7 triệu anh em nhá. Và bây giờ Tùng Nguyên đã nói xong các cái ruột gan của nó. Nếu anh em nào có nhu cầu thiết thực và mua cái cặp loa này của Tùng Nguyễn thì có thể vào Zalo, Tùng Nguyễn sẽ gửi cho anh em hình ảnh bát, tép và phân tần. Thì cặp loa này là 4,7 triệu để cấu hình loa karaoke gia đình. Đấy, có nhiều bác mới vào xem kênh của Tùng Nguyễn không hiểu. Loa 6012 thì có rất là nhiều mấy mẫu. Tùy theo các cái mẫu, ví dụ cùng một đôi loa 6012 nhưng mà lắp các cái cấu hình leo bao giờ nó cũng đắt nha các bác nha. Thế nên là giá thành nó sẽ khác nhau. Ruột của nó khác nên là kéo đôi loa xuống nó nhiều. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở một bản nhạc có lời để anh em kiểm tra cái độ trống và lời ca của dòng này. Test. Bây giờ Tùng Nguyễn xin mở nhạc. Hôm nay Hà Nội đang mưa, thế nên là Tùng Nguyễn test nhạc đang có tiếng tí tách, nên khi các bác nghe nhạc kiểu gì nó hơi có tiếng sôi sôi, nên các bác quan trọng là Tùng Nguyễn test nhạc to lên để cho anh em nghe cho nó thoải mái. Và các bác để ý là rời mưa thì bao giờ nó có tiếng nhạc rào. Đấy, nên các anh em thông cảm nhá. Hôm nay trời mưa. Của những tháng ngày mộng mơ, đầy ắp những kỷ niệm của một thời để nhớ. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Phải nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ. Vừa rồi các bác được kiểm tra hai đoạn nhạc Tùng Nguyên đã test, và Tùng Nguyên xin nhắc lại là con tép này là từ 120, côn 4 của JBL. Côn của con tép là côn dây dẹt anh em nhé. Hôm nay Tùng Nguyên hôm nay xin dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu đến cái dòng loa mà chất lượng karaoke gia đình với cái giá hợp lý để cho ai cũng có thể dùng được, và chất âm rất là tốt so với giá thành. Thì hôm nay Tùng Nguyên hôm nay xin dừng video và chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho tiếp cho số điện thoại 0972068111. Tùng Nguyễn ship hàng toàn quốc. Và giá của nó, một đôi loa này là 4,7 triệu, là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Anh em muốn có nhu cầu
đặt đôi loa này vui lòng cọc 500.000 qua số tài khoản của Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip mới nhất của Tùng Nguyễn. Các bác xem video nhớ like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nha. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt ạ.